Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Thằng kia đứng lại. Đưa điện thoại đây. Ok ok. Thích thì chiều. Nhìn kia. Bình tĩnh bạn ơi. Sự kiện mùng 2 tháng 9 oánh lên quân quà của Tân rồi. Bây giờ vẫn còn cố đoán xôi làm gì nhở? Thôi đưa điện thoại đây. Chắc phải combat nhau thật rồi. Đừng có lỡ ngỡ. Trong lúc mày đứng đấy chém gió ấy, thì tao đang có một thằng bắn tỉa chĩa súng vào đầu mày rồi kìa. Trong lúc mày đang lải nhải về tuần sự kiện mùng 2 tháng 9 của Liên Quân, đồng đội của tao cũng đã ngắm thằng bắn tỉa của mày rồi. Ý mày là thằng bắn tỉa đã bị bọn tao dụ dỗ bằng tướng và trang phục miễn phí toàn server trong sự kiện mùng 2 tháng 9 oánh Liên Quân quà cả tuần. Thì mày sai rồi. Có phải cái em gián điệp mà tao đã bắt cóc bồ của nó không hả? À? Mày chưa biết là bọn nó chia tay nhau rồi à? Vớ vẩn, chúng nó còn yêu nhau thắm thiết thế cơ mà. No. Trong lúc thằng kia đang hờn dỗi thì tao đã cưa đổ bồ nó bằng gầu bông zip iPhone X Max Apple Watch. Loại mày mà mua được những cái quà giá trị thế để cưa gái á. Sự kiện Liên Quân mùng 2 tháng 9 oánh Liên Quân quà cả tuần, còn hàng nghìn vé xem phim CGV và cấp 60 sổ sứ mệnh. Mày đừng tưởng chỉ có mỗi mày biết chơi. Mau nộp điện thoại ra đây, cấm chơi game trong giờ. Có vẻ như chúng mày bắt được tao rồi nhỉ. Nhưng mà mày quên mất một điều. Đó là tao luôn có phương án dự phòng. Ý mày là cái thằng sao đỏ ngốc mày á? Tao biết thừa mày là gián điệp rồi. Tay bắn tỉa số 2 nhá. Mày biết ngay từ đầu á? Đương nhiên rồi. Trong lúc bọn mày đang cày Liên Quân để nhận được tướng và trang phục miễn phí toàn server, iPhone XS Max, Apple Watch, gấu bông zip, vé xem phim CGV và cấp 60 sổ súng mệnh, tao đã biết và sắp xếp tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà tao cũng biết là mày cũng biết là tao cũng biết là mày cũng biết ngay từ đầu rồi. Mày rank đồng đoàn à? Tao thừa biết là mày biết tao biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu rồi. Ngay từ đầu cơ. Nhưng mà tao cũng biết là mày biết cho nên không có gì bất ngờ cả. Thôi, quả này lại phải canh tim thật rồi. Chúng mày lật mặt như thế này làm tao bị kích thích rồi đấy. Này bạn ơi, tôi muốn ôm tà tựa. Ok bạn yêu tôi, có mặt đây. Mày bị ấm choáng à? Choáng chứ cái gì. Tao là đặc vụ tối mật và nhiệm vụ của tao là theo dõi những kẻ biến chất. Xin lỗi nha lớp trưởng. Mày điều tra cả tao à? Tao đã nhận được mệnh lệnh tối cao điều tra những kẻ chơi Liên Quân một mình để nhận quà mảnh vào dịp mùng 2 tháng 9 này. Mày nghĩ mày là ai? Còn mày nghĩ tao là ai nào? Tao không biết. Sao mày không tự hỏi chính mình đi? Nhìn hai cái thằng ngu này xem, còn bắt nhau nãy giờ. Đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Sự thật nó ở ngay trước mặt bọn mày này. Tiếp chiêu của tao đây. Mày lột cái gì đấy? Mày có tỉnh táo không đấy? Gì có? À không, có. Mày chính là nó và nó là mày đúng không? Tao chính là đồng đội của mày, đã kề vai sát cánh với mày trong sự kiện mùng 2 tháng 9 oánh Liên Quân quà cả tuần mà, mày không nhớ à? Tao thấy mày ngáo thật rồi đấy. Không, tao là người mà, tao không phải là ngáo. Mày khóc như thằng cu ấy. Thế thì làm sao mà canh tim với tao được? Thôi được rồi, bố mày đánh cả hai thằng. Ê, từ từ. Để tao phân tích xem thằng nào dí thằng nào đã. Chứ tao loạn quá rồi. Ok không? Ok. Ok không? Ok. Ok thì đi. Mày, mày đã tự giả dạng chính mình. Có thằng này, mày đã cải trang thành tao. Kế hoạch của mày là dụ dỗ bọn tao chơi Liên Quân một tuần và rồi mày sẽ ăn hết quà. Tướng miễn phí, trang phục miễn phí, iPhone XS Max, Apple Watch, vé xem phim CGV, gấu bông zip, full cấp sổ sứ mệnh. Tao nói có đúng hay không? Ừ? Mày ngáo rồi. Học đồ ngớ vậy. Mày mới ngáo ấy. Cả hai chúng mày đều ngáo ấy. Thế bây giờ oánh nhau theo kế hoạch này có được không? Được. Cứ theo kế hoạch này nhá. Ok. Mày đứng kia. Đây, đứng đây. Không, của tao. Chỗ cũ. Ôi. 3 2 1 Tao thắng rồi.
Dịp này quà Liên Quân là của tao hết. Chơi game trong giờ, tịch thu hết. Mấy cái thằng Death Zill này, sao đọ được với ta. Mùng 2 tháng 9, oánh Liên Quân quả cả tuần, một mình tao sơi hết. Mùng 2 tháng 9, oánh Liên Quân quả cả tuần, quẩy ngay. Subscribe ngay Granada Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.